Vì chậu này blue sở thích của mình bị đơ, bị đứng nên mình quyết định mình tải mới đi. Vì nó khá là tương đồng với blue sở thích và mình sẽ không cài lại nhiều setting cho lắm. Đây là trang tải mới đi chính thức. Đây là phiên bản mới đi lớn nhất. Phiên bản này chúng ta sẽ nhìn về hiệu năng. Có hỗ trợ đến 240 fps, đoan trên đám mây. Còn may làm thế. Số tải giờ thì nó có một cái file tầm 900 KB, chưa đến 1 B. Mà mình sẽ giải nén nó cho chắc ăn, hoặc khỏi giải nén đi, mình sẽ mở luôn ở trong đây và nó sẽ có một cái file MRI mà mình sẽ cài vào. Và trong phần MRI này thì mình khuyên mọi người nên chỉnh sang ổ đĩa khác vì ổ đĩa khi mà mình đang hết pin được. Về phần hiệu suất, để lỗi cao là 4 nhà RAM thì ít nhất là phải 3 GB, mình để 4 luôn. Hiệu suất cao, FPS cao, hay đồng lại MRI giống như Blue Stack 5 này. Bây giờ đăng nhập Google tải Free Fire. Bây giờ mình bắt đầu vào game và mình hy vọng là cái mở đây này vào game thắng hơn Blue Stack. Mẹ out game luôn ạ. Ui trời ơi, mày đi thôi. Bố lại mày. Không bị ngáo nữa. Bố lại cái nick này nó không hiện nữa. Ba đạn mới đi nó cũng bị kìa các bạn ơi, mới đi nó cũng bị rồi, cái này là do máy rồi quá. Ba đạn mới đi nó cũng bị kìa rồi, biết đâu rồi. Đáng luôn. Ừ, mấy người các bạn. Này là người thì mình đã án chơi rồi con. Thế em sao nó người cũng cảm giác dễ sợ nha. Dễ sợ hơn người đi đó. Tốn gần 50 phút cuộc đời. Chị vậy? Sao mẹ đeo cho em được tính mấy lần bạn nó 80. Thế thì cặp. Mà bản này bị dễ sợ. Rồi F11 kia, F11 cũng bị luôn. Rồi xong đơ luôn rồi. Nó bị đứng hình mặc dù là mình vẫn còn nghe âm thanh. Đấy rồi mình đấm đấm nè. Phật cụ đứng hình nhưng mà nó vẫn hoạt động được. Quá trực phát mình không biết lát nào để khắc phục lỗi này luôn. Cảm ơn các bạn đã xem những video này. Subscribe.